Rõ ràng nha, tối mày đi làm đúng không? Mày còn chối nữa không? Đây là chuyện vợ của tao, mày đứng đó. Bắt quả tang vợ mặc váy ngắn ở phòng trọ cùng trai lạ, người chồng hỏi một câu đầy cay đắng. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong phòng trọ khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý là thái độ ra mặt bảo vệ nhân tình của vợ càng khiến anh chồng sôi máu. Theo như tìm hiểu được biết, vụ việc này xảy ra ở Bình Dương vào đầu tháng 12 vừa qua. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bắt quả tang vợ cùng người đàn ông lạ mặt ở trong phòng trọ, người chồng đã không nén được sự giận dữ mà xông vào. Lúc này người vợ chỉ mặc chiếc váy hai dây ngắn ngồi trên giường, còn gã trai thì cởi trần. Người chồng vừa giơ điện thoại quay lại cảnh vợ ngoại tình vừa lên tiếng mắng mỏ. Rõ ràng rồi nha, mày còn cãi nữa không? Mày còn chối nữa không? Trong khi đó, cả nhân tình của vợ chỉ đứng im lặng ở cuối giường. Sau khi người chồng tiến đến chửi bới, đe dọa, thì người vợ đã ra mặt che chắn ngăn cản. Thế vậy, người chồng càng điên máu vạch rõ mối quan hệ. Mày đi về phòng tao nói chuyện. Đây nè, đây là gian dâm dâm phụ này nha, hai đứa này nha. Mày nói mày mình đi làm, mày có khách hàng hả? Nè, tao bắt động tay này nha. Không rõ vụ ngoại tình này được anh chồng giải quyết ra sao, tuy nhiên đoạn clip bắt ghen trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Trong khi một số người bày tỏ đồng cảm với anh chồng khi bị vợ cắm sừng, thì nhiều người lại bày tỏ bức xúc với thái độ thản nhiên, mặt lạnh tanh, không thấy xấu hổ của người vợ và gã nhân tình khi bị phát hiện mối quan hệ bất chính. Hiện tại, đoạn clip trên sau khi được chia sẻ vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.